Bao nhiêu tiền đấy? Ba củ à? Được cả ấy à? Được cả khỏa thân à? Được cả em bé khỏa thân, nàng tiên cá. Hôm nay mà ngoài đời thực là đẹp. Tớ chỉ thích mỗi làm tiên cá, tớ không thích cây. Đấy. Nhưng mà nhìn người này ngoài đời thực là được. Múp. Sắp sốt linh tra một đấy. Sắp sốt rồi mà, anh đón trước một tí. Em xin điếu. Đấy. Ai mua nhanh thì còn đỡ nhé. Mình là phải đi, mình là phải đón đầu thị trường chứ. Chạy theo thì chết. Thôi để mình làm nghề chấp nhận được, bỏ tiền bụng đi. Vào nhà ông Ngọc, ông nhiều quê hay lắm. Vào nhà ông Ngọc, lấy mấy cây đi chợ hay. Đây. Dạ. Kia ta có một cây là cả núi vù mày. Ở chỗ nào không? Đi đây. Nhà ai? Con ba vai kìa. Trên xe á? Dưới đất kìa, cái ghế kìa, trắng trắng kìa. Ra đấy nhìn thực tế nó mới ấy. Nhìn xa nó tận lá thôi. À thế à? Tôi quay đi. À, tí nữa ra. Ừ, đúng rồi. Đúng gu của cháu thì hình như là từ sáng giờ là cuối người bê rồi đó. À thế. Người ta ngắm rồi. À ngắm rồi. Giá thôi. Chắc để dành để phần cho mình đây. Không, con này cắt đi đẹp hơn, chung cắt cái tay một thì đẹp hơn, cắt tay hai thì đẹp hơn. Trời mỗi trên đây thì ngồi đẹp hơn, nó gọn, nó sang cây hơn nhiều. Ba cái lều phèo. Thế thì xéo luôn. Hôm nào mà nghệ nhân không lên chợ là buồn lắm, nhớ lắm. Cái này là bao nhiêu đấy anh? 2,5 triệu. 2,5 triệu anh em nhá. Đấy, rẻ lắm. Sông Hình xịn. Sông Hình. Già đây. Ôi. Này như ma làm nhỉ. Đúng cổ tay như ma làm. Thần pháp. Cái này và đẹp đẽ lại có hoa. Hoa thơm chứ. Lá nhỏ. Nhiều khi cái hoa thôi khắm con người thật lực. Đấy. Thơm. Đá đẹp này, đá đẹp này còn thơm đấy. Nó gọi đá đẹp này còn thơm. Đây à? Nào, có cái gì mới không? Sung, sung này mới này. Sung con trai. Đó. Sung con trai. À, cứ có cây là bonsai hết. Sung bao tiền anh nhỉ? Sung bao tiền? 2 triệu. Thấy con này mới hỏi giá. 2 triệu. 2 triệu. Còn những cây con cũ thì anh em cứ lấy số kia mà gọi. 2 triệu đồng. 2 triệu đồng. 2 triệu bạc. Chậu chiếc này. Đấy. Sung là 2 thân. Một xe sáng em mới lại 12, 13 cái gì đấy. À, sang tên đổi chủ à? Đi mất 12, 13 con là sáng em vẫn còn đầy. Càng lại nhỉ? Sang tên đổi chủ à? Tí nữa quay sau. Con này vào, ông lắp con này vào rồi. Nó bán cái này đấy, giảm 100 đấy. Vệ được. Đây một làm chán quá. Được. Ai rồi, để xe quay nốt cây hình trước này. Me này. Me của anh là bao nhiêu anh Trương nhỉ? À, con me 2,5 triệu. 2,5 triệu. Quái. Quái. Đường to thì tuyệt vời, mặt trong thì tên 1 triệu. Điều quay đầu. Về làm được 2 triệu vàng đấy. Linh Sam cũng 2 triệu. Em nhờ em vút cái ba lô này em vướng quá. Thì thôi. Cái nốt cây này. Đấy. Mè. Giả thật. Cái là sao giờ này cây nó rẻ thế anh? Sao giờ này cây nó rẻ thế? Sao giờ này cây rẻ thế? Đi mua được rẻ lại bác. Mua phát 4 cây. Đấy. Làm được cái đường như này đâu đơn giản lâu lắm. Già kia. Anh em ạ. Về với bonsai giá rẻ thì cứu cái rẻ đâu. Cái này ra cũng bằng cái đấy nhỉ? 2 bằng 2 tiền nhau. Ăn tiền nhau. Anh em cứ duy cần rất già, tốt rất già. Ai? Cái ông nào trên trôi. Trôi à?
cây dáng cổ đẹp này. Nét căng lại cây này báo giá bao nhiêu quên mất rồi anh nhỉ? Thì 8 triệu, cả báo cái chậu đẹp là 8 triệu. 18 à? 8. 8, ở đấy, cả các chậu đẹp luôn. Hôm cứ năn nỉ bảo anh nha, để kỷ niệm cho bà rồi. Alo. Đang chuẩn bị lên đường. Ừ, thì gọi là chuẩn bị. Nó kéo một đường đi ra là tầng 18 thôi. Đúng. Em có biết ở trong ý có bố hay là như nào đâu. Em mới đang hỏi các kia như nào. Nhưng mà kiểu gì mình cũng kéo xuống phòng cho cô đúng không? Ok. Hay là anh gọi bạn chính của anh giúp em cái. Mình là lãnh đạo nó phải khác nha anh. Bạn gọi dễ hơn anh nhá. Tung bao tiền anh nhỉ? Này sao? Con cây xanh này, hỏi luôn thể nào. Đấy, nói chung là toàn dưới 5 triệu thôi. Đó. Anh em nào kỹ hơn thì gọi đây nhá. Anh em kỹ hơn thì gọi đây nhá. Đam mê là cứ phải mạnh dạn gọi thẳng chủ ấy. Đấy. Nhiều khi cứ tiếp gì cuộc điện thoại đâu, thích là phải gọi. Có phải không anh? Đấy. Nhiều quá. Ôi, ở từ đồ sám không với cuộc điện thoại luôn. Quay không tập trung, nó không cảm. Đấy. Anh em mạnh dạn gọi cái số ở đầu video đầu ô tô kia nhá, vì số của anh Trương đấy. Phiên nào tôi cũng quay cây của anh, tôi cũng có số ở đấy đấy. Bỏ đây. Cắt đi thì nó trông nó đều đi hơn. Đâu? Cách đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đừng cắt vội. Đấy. Thôi để bán phiên này đã, xong mà nhà cháu ấy là nhà cháu về cháu cắt đấy. Mai anh em thấy lại tưởng cây khác, yên tâm. Nếu mà bác là mua là nhanh, còn có là về cháu cắt luôn. À, nhìn thấy cây ổi của anh Trung có hoa rồi kia kìa. Hoa rồi đấy. Hoa đây. Có hoa có tăng giá không anh? Có hoa giá vẫn lên. Ừ, là vẫn là bao nhiêu anh nhỉ? Hoa đây. Thấy mặt hoa đấy. Thấy mặt hoa không phải biết giấy bảo hành không? Alo. Vâng. Hoàng á. Cốt là cốt mua cái tượng này, đéo anh muốn cây. Tưởng cái gì ấy. Cây này hiểm phết đấy, rẽ nó ra để mà lấn theo cái này. Cái này bao tiền? Dạ. Cái này bao tiền? Cái này anh lấy em để là anh 3 triệu. Cái à? Đẹp đấy anh. Cái này hết rồi. Một đám cây với anh. Cái này em bé. Ok, nhưng đằng nào có thể vào xem nó như nào. Ok. Một như mai đó. Ok. Anh phải để cho nắng nhiều nắng. Nhất trí. Công nhận. Thích công cách làm việc của sếp. Bấm một lần xong rụt mặt cho nó tỏi lên. Ok. Nó hoa là hay chứ. Rượu ngon. Ok anh. Đấy nhá. Lấy tác phẩm này về chơi hoa nụ này. Đấy. Cây hồng hồng mai đẹp. Cô này đẹp. Bởi vì những cây khác nó bị sưng sương, cây này rất mập. Được. Hòn đá đẹp. Bao nhiêu tiền đấy? Ba củ à? Được cả ấy à? Được cả khỏa thân à? Được cả em bé khỏa thân. Nàng tiên cá. Hôm nay mà ngoài đời thực là đẹp. Tớ chỉ thích mỗi làm tiên cá, tớ không thích cây. Đấy. Nhưng mà nhìn người này ngoài đời thực là được. Múp. Cái này
đẹp không tìm ấy. Đẹp như nặng. Đẹp như nặng. Các phòng này lại phải mua miếng đất chứ, để to quá bây giờ làm mấy cây này về để hơi khó đấy. Người cô cứ thích là cứ tha này có cách hết. Đấy, tính sau cái đấy. Tính sau. Em không có chỗ để em cứ tha. Hàng giá hàng tầng lên để thoải mái. Cái này một người về nha. Quên vừa nãy ổi nguyên giá là bao nhiêu anh? Quên rồi. Ổi 3 triệu mới lên đường. Mấy? 3 triệu. Đấy, có hoa đấy. Thấy mặt hoa nhá, như anh em Lan bây giờ thấy mặt hoa là lên tiền nhưng mà đây vẫn nguyên. Hoa đây. Đấy, hoa khắp nơi rồi. Em đẹp rồi bỏ đi thế. Chán lắm. Ô, cây này của anh Hùng nhanh tốt nhỉ? Cái này là bao tiền đây? Cây 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Công nhận khí hậu dưới tốt đấy. Cây rất dáng sủa. Đây đấy. Hơi tốt tí đâm nó hơi khó quay nhưng mà cái cốt đẹp đấy. Nghe không? Đây, một con ba vai nữa. Con này thì bao nhiêu tiền đây? 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Thời buổi này ngoài Bắc này có tiền mới chơi được tranh chi nhá. Phải nhiều tiền đấy, không phải là nếu một cây đẹp. Ở đây còn đồ giá rẻ đây thì vài trăm thôi nhé. Mạnh dạn gọi anh Trương. Hai lần chậu. Lộc bừng. À, ông có công việc ổn định đấy. Tên mang cái gì nhá? Đây, cái cây cổ. Cái cây cổ. Long quá. Mặt sau cái sung của là em Trương đi anh em. Đây, thôi cây này, à cây này có cái chậu đẹp đẹp đây. Đó là chậu tôi khá là thích vì là thực tế tôi không thích cái nặng nề hay là xi măng không thích lắm nhưng mà chậu này nó khá là nhẹ. Diện tích sử dụng nó tôi nghĩ là nó ổn, không bị đóng những cái tảng xi măng ở dưới. Nói chung là thanh thoát. Nó cũng cố đi một tí thì đẹp. Đấy. Ok, tạm biệt gian hàng của anh Trương. À đây, nốt mấy cái cây đấy. Nhiều đồ chất thế, cây của ai? Đấy, em ơi. Ừ? Bonsai hiếu. À thế à, bao tiền đây? Con này bây giờ bán là 9 triệu miễn bằng cả. Miễn bằng cả. Không phải gọi nhiều. Ok là mấy gọi nhé. 9 triệu. Đâu, anh còn những cây nào nữa? Đây, 1, 2, 3, 4. Cây này bao tiền? Cây này bao tiền? Cây đấy 8 triệu. 8 triệu, cây này. Cây này quay độc thế, đéo nói được đâu. Tí nữa quay một loạt xong rồi tí nữa mới đi xem chi tiết. Cây này 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi. Rồi, biết giá cái này tí nữa quay chi tiết. Cái kia, đỡ phải hỏi nhiều. Cây đấy 16 triệu. 16, còn cây này kia? Con ngoài cùng 30 triệu. 30, rồi biết rồi. Anh Hiếu ơi. Anh Hiếu. Ơi. Cắt bỏ cái này đi. Ừ, đã làm được gì đâu. Tích Giang này.
đường. Quê đi nhỉ, quê hết. Đây, 30 à. 30 à. Bốn đá. Bốn đá. Đổi cái này. Bây giờ cái tiền cái này. 30 à. Đấy, mặt nó ở đây này. Mặt chậu là đây nhưng mặt nó ở đây này. Lâu lắm đây chẳng quá là gì. Con to là thịt. Rồi, ok, cảm ơn các bác. Đi xa nào khác nha.